Cậu văn mẫu của mấy anh con trai mỗi khi bày tỏ tình cảm thường là: trong 7 tỷ người trên trái đất, người anh yêu nhất chỉ có mình em. Thế nhưng đến cuối cùng là em nào thì tôi không biết nhá. Nhưng trong giới tự nhiên thì lại khác, giữa hàng vạn sinh vật đa dạng, có những sinh vật hiếm có khó tìm đến mức dù bạn là tỷ phú, bạn chưa chắc đã sở hữu được chúng. Vậy chúng là ai mà đặc biệt đến như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu xem sao nhé! Rắn bạch tạng. Rắn chố hổ mang đổi danh sát thủ máu lạnh có vẻ không hiếm gặp, nhưng trong 10 đến 100.000 cá thể của loài có một con rắn bạch tạng thì đúng là hiếm thật. Cái vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ mỗi khi thấy nó chính là cơ thể được bao phủ bởi một lớp da có màu trắng bạch, trong khi đôi mắt vẫn giữ nguyên màu đen tuyền. Rắn bạch tạng lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1998 tại bang Texas, Arizona và Louisiana của Mỹ. Còn ở Việt Nam, chúng được người dân đồn rằng thường thấy xuất hiện trên núi Cấm. Tuy có những thanh niên gan dạ hơn, một lần muốn thử so tài cùng con rắn thành tinh này, song cuối cùng họ vẫn không thể xuống tay giết hại con vật hung bạo ấy. Vì sao lại như vậy? Rắn bạch tạng đúng là bị thiếu nhiễm sắc tố da thật, nhưng thật hơn nữa là nọc độc của chúng có khả năng gây chết người, không thua kém bất kỳ loài rắn hổ mang nào. Vậy nên, bài học rút ra cho người thích đi thám hiểm nơi u cốc rừng rậm, nếu thấy rắn thì chạy đi trước đi, bạn nhé! Chuột trù voi. Hơn 50 năm tưởng chừng như đã bị xóa sổ khỏi trái đất, thì mới đây, tại rừng già Kenya, máy quay tự động của các nhà khoa học đã ghi lại hình ảnh của một con chuột trù khổng lồ mình voi. Chuột trù voi một lần nữa quay trở lại với thế giới tự nhiên kể từ năm 1973 và tất cả vị trí tìm thấy nó đều ở rìa núi đá có cây cỏ mọc tương đối thưa thớt. Không phù hợp với các hoạt động của con người, có nghĩa loài vật này chưa bị phá hủy môi trường sống. Sự thật thú vị hơn chính là theo phân tích phát sinh học cho thấy, con vật này không có họ hàng với các loài chuột trù chính thống và thực tế lại có họ hàng gần gũi với voi hơn là chuột trù. Ở loài động vật có vú này, đặc điểm nhận diện quan trọng nhất là chiếc mũi dài, linh hoạt, không khác gì cái vòi. Trời ơi, tạo hóa có cần đùa giỡn với dòng dõi nhà chuột trù voi này quá không vậy? Báo tuyết. Tiếp theo là một loài động vật nghe tên thôi đã sởn tóc gáy lên, nhưng không thể không yêu cái vẻ ngoài say đắm của em ấy, báo tuyết. Đây là một loài thuộc họ mèo lớn, sống trong các dãy núi ở Nam Á và Trung Á, với bộ lông màu xám trắng cùng với những đốm đen lớn. Chưa kể, chúng xứng đáng với cái tên bậc thầy ngụy trang khi vào mùa đông, lông chuyển sang màu trắng nhạt để hòa mình với màu của tuyết. Còn hè đến, lông chuyển thành màu xám, giúp chúng ẩn mình gần như hoàn toàn dưới những ngọn núi xung quanh khi cây cỏ, hoa lá thay nhau đua nở. Tuy cả đời mang tiếng xấu là ăn thịt động vật, nhất là con người, nhưng chẳng ai thấu hiểu nỗi cô đơn của báo cả. Bởi cũng chính con người là nguồn cơn làm ra các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, lấy mất môi trường sống của chúng, khiến cho số lượng của loài giảm mạnh. Chưa kể đến, việc biến đổi khí hậu cũng đã khiến chúng mất tới 30% môi trường sống ở dãy Himalaya. Muốn ngồi được ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được, hẳn là nó đến báo tuyết đấy mà. Vườn Hải Nam. Câu chuyện con người tiến hóa từ đâu thì ai cũng biết, riêng chuyện các tổ tiên của chúng ta ngày nay còn tồn tại hay không thì ít ai để tâm tới. Nhưng nếu bạn muốn tìm câu trả lời thì là có, nhưng mà rất hiếm thấy. Trong số đó, vườn Hải Nam được xem là loài vườn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới do quy mô quần thể nhỏ và tỷ lệ sinh sản thấp. Đây cũng lại là cái kết quả của tình trạng phá rừng trong khu vực sinh sống của chúng, cũng như các hoạt động xâm thực và săn bắt trái phép. Vậy nên, những cầu dây thừng nối giữa các cây cao tại vườn quốc gia Hải Nam đã trở thành niềm hy vọng cứu giúp loài linh trưởng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng này. Bởi chúng đích thị là những chuyên gia nhào lộn trên cây, sử dụng sải tay sai để đu từ cây này sang cây khác kiếm ăn. Tuy nhiên, chúng rất sợ mặt đất, nhiều cá thể thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi các tán cây nên cũng rất khó để nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt. Cây mực. Câu hỏi gây lú nhất năm, cây mực có phải là chó đen không? À, thực ra là không nhá. Cây mực là một trong số những loài động vật ít khi được nhìn thấy trên trái đất. Nó được biết đến là một sinh vật có lông đen xù xì, sống tại Đông Nam Á. Nó có các đặc điểm của cả mèo, gấu và khỉ vì cực thích ngủ trên cây.
Đặc biệt, cây mực còn được gọi là hàm hương phiên bản động vật bởi vì nước tiểu của chúng có chứa hợp chất HEPI có mùi hương tựa như bắp rang bơ vậy. Mỗi khi giải quyết nỗi buồn, cây mực sẽ để lại mùi hương đặc trưng trên mỗi cành cây, tán lá mà chúng đi qua. Thôi nhưng thật, nên anh em cứ ngồi ghen tị tiếp đi, chứ tôi không có cách lý giải nào ổn áp hơn nữa cả. Nhưng có vẻ cũng bởi quá khác người nên chúng lọt vào tầm ngắm của mấy kẻ có tiền muốn bắt về nhà nuôi làm cho gần 30% số lượng cá thể trong 3 thập kỷ qua đang suy giảm trông cho bớt rồi. Cá heo California. Cá heo, cái tên không còn xa lạ gì với những anh em yêu thích chương trình khám phá động vật từ hồi tấm bé. Ấy vậy mà chắc khoảng 100 năm nữa, nếu không có gì ghi chép lại, chắc hẳn loài vật này mãi mãi không còn xuất hiện. Đặc biệt là cá heo California được xem là một trong những loài động vật có vú dưới biển bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Chúng là loài đặc hữu ở vịnh California kéo dài xuống bờ biển Tây Bắc Mexico. Một khảo sát năm 1997 cho thấy số lượng cá thể loài này vào khoảng 500 con. Năm 2008, số lượng này giảm một nửa dù nhiều quốc gia đã nỗ lực ban hành các lệnh cấm rất là chặt chẽ. Giờ đây, người ta tin rằng số cá thể loài cá heo này còn tồn tại chỉ khoảng 30 con hay thậm chí còn ít hơn thế nữa cơ. Gấu Komodo. Em ơi, gió đông cận kề, nếu không có gấu thì về bên anh. Nhưng nếu thật sự không còn gấu, đặc biệt là loài Komodo lông trắng trên đời này nữa, liệu chúng ta có phải bị thiệt thòi quá không nhỉ? Bởi lẽ, em gấu bự con nhưng trông dễ thương ấy là một phân loại đặc biệt của gấu đen Bắc Mỹ. Chúng sống ở các vùng duyên hải miền Trung và Bắc của British Columbia, Canada. Trong khi hầu hết gấu Komodo có màu đen, có khoảng từ 100 đến 500 cá thể hoàn toàn màu trắng. Chúng còn có tên gọi là gấu thần linh và rất được người dân bản địa nơi đây tôn trọng. Họ không bao giờ săn bắt hay là tiết lộ vị trí của chúng cho những tay thợ săn. Vì vậy, chỉ còn khoảng dưới 1.000 và chỉ có một con duy nhất đang được nuôi dưỡng ở công viên British Columbia, Canada. Nguyên nhân là bởi chúng thích bắt cá hồi bên bờ suối mùa thu để ăn, nhưng vì sự cố ống dẫn dầu mà làm nhiễm bẩn nguồn thức ăn chính của Komodo. Tê giác Java. Những năm trước, khi con tê giác một sừng cuối cùng ở Việt Nam bị bắn, thì hiện tại hộ khẩu của chúng chỉ còn mỗi Indonesia mà thôi. Trong quá khứ, chúng đã từng sinh sống trong những rừng mưa vùng đất thấp, vùng đồng cỏ ẩm ướt và các bãi bồi triền sông rộng lớn. Thế nhưng, chỉ vì một cái sừng không biết liệu có công dụng đúng như lời đồn hay không, thì loài vật này hiển nhiên là mục tiêu săn bắt của những tên khát tiền. Số lượng hiện tại trong môi trường tự nhiên cũng chỉ còn 70 cá thể, đúng là quá tàn nhẫn mà. Hiện nay, vườn Ujung Kulon chính là thiên đường an toàn nhất và cuối cùng cho loài tê giác Java. Vậy nên, các bạn hãy cầu nguyện rằng, cho tới lúc bạn đặt chân đến vườn quốc gia ấy, bạn vẫn có thể tận mắt thấy tê giác thật 100%, chứ không phải là qua chiếc màn hình TV hay điện thoại đâu nhé. Vệt mèo đen. Nhờ có cái màu tuyệt đẹp, đầy phong cách với màu khói xám hoặc đen, cộng thêm chiếc mỏ lớn trông cực kỳ độc, nên loài vẹt Pampus Gatu trở thành một trong những thú cưng cực kỳ đắt giá. Chưa kể đến tính cách của chúng khá hoang dã, yêu tự do, sẽ nổi cáu và cực kỳ thù dai, nên khiến cho ngày càng có nhiều người tò mò về sinh vật đặc biệt này. Nếu có tiền, bạn vẫn có thể sở hữu một em thú cưng như vẹt mèo đen, nhưng tôi không chắc chắn là chúng sẽ dễ dàng chịu đựng sống chung với bạn ngay đâu nhé. Bởi vì trong môi trường nuôi nhốt, loài vật thường không sống thọ và không sinh sản nhau mới được. Ngày nay, số lượng cá thể của vẹt mèo đen cũng không còn nhiều nên không phải cứ buôn tiền là bạn có được thứ bạn muốn đâu. Cừu Agali. Nhân vật cuối cùng hôm nay là cừu Agali, một giống cừu núi đến từ cao nguyên Trung Á. Đặc điểm khiến chúng nổi bật giữa những các loài giống khác là nhờ cặp sừng dài gần 2 mét. Thế nhưng, cấu trúc sừng của những con cừu này khá đặc biệt. Trong một số tình huống, vũ khí bảo vệ bản thân lại chính là thứ giết chết chính mình. Nếu như sừng của con cái nhỏ và thường không xoắn nổi, thế nhưng sừng của con đực lại khác, chúng có hình xoắn ốc, rất cứng và nhọn. Trong đàn, nếu con đực nào có sừng lớn nhất là biểu tượng cho lực công kích, phòng ngự cực mạnh, sẽ tự nhiên trở thành đầu đàn. Tuy nhiên, cặp sừng khủng đến nỗi đâm thủng vào mắt thì thật là quá thảm rồi. Có khác nào như một màn tự sát sau khi lên ngôi vua không cơ chứ?
Chưa kể đến, quần thể này vốn đã không nhiều, lại còn thường xuyên bị đe dọa bởi nạn săn bắn, lấy thịt nữa, nên ngày nay rất ít khi người ta còn nhắc về cừu Agali. Vừa rồi là top 10 những sinh vật hiếm thấy trên thế giới. Qua những chia sẻ trên, bạn nghĩ sao nếu trong tương lai gần, các loài động vật này chính thức bị bay màu khỏi trái đất của chúng ta? Với tôi thì sẽ thật tiếc nuối và cảm thấy khổ thêm vô cùng, vì chính con người là kẻ trực tiếp lẫn gián tiếp hủy diệt đi sự đa dạng sinh học vốn tốt đẹp từ trước đến giờ. Còn ý kiến cá nhân của các bạn thì sao? Hãy thử để lại bằng một bình luận ở phía dưới nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ có thêm nhiều video xin mì như này nữa nhé!